Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn. Nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long. Hôm nay Toàn cần bán đất ruộng mặt tiền quốc lộ 53. Đất này cách thị trấn Long Hồ khoảng 4 cây số, cách chợ Long Hiệp khoảng 1 cây số, thuộc ấp An Phú, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất cần bán là 2.640m, 22 x 120. Mặt tiền giáp quốc lộ 53 được 22m. Giá bán là 7.920.000.000. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn. Nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long. Hôm nay Toàn cần bán đất ruộng mặt tiền quốc lộ 53. Đất này cách thị trấn Long Hồ khoảng 4 cây số, cách chợ Long Hiệp khoảng 1 cây số, thuộc ấp An Phú, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất cần bán là 2.640m, 22 x 120. Mặt tiền giáp quốc lộ 53 được 22m. Giá bán là 7.920.000.000. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn. Nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long. Hôm nay Toàn cần bán đất ruộng mặt tiền quốc lộ 53. Đất này cách thị trấn Long Hồ khoảng 4 cây số, cách chợ Long Hiệp khoảng 1 cây số, thuộc ấp An Phú, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất cần bán là 2.640m, 22 x 120. Mặt tiền giáp quốc lộ 53 được 22m. Giá bán là 7.920.000.000. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất luôn nhận đất chính chủ.